examens qui est un peu en retrait, et moins fréquemment utilisé pour cette thématique que l'échographie et le scanner. Le scanner, c'est bien évidemment l'examen de référence et qui, dans beaucoup de cas, suffit pour donner tous les renseignements. Cái hình CT ấy, là cái hình gọi là cái hình gốc, cái hình để tham khảo. Thì trên hình CT thì mình cũng có nhiều thông tin và có nhiều trường hợp chỉ cần làm cái hình CT là đủ rồi. L'examen IRM va avoir certaines indications, en particulier quand le scanner a des hésitations et ne répond pas complètement à la question. Hình cộng hưởng từ thì chúng ta chỉ làm trong một số trường hợp thôi, khi mà cái hình CT không có đủ trả lời các cái câu hỏi mà theo lâm sàng yêu cầu. Bien évidemment, on y ajoute les gens qui sont allergiques aux produits de contraste ou bien sûr une femme enceinte où on ne pourra pas mettre de rayon X. Thì cộng hưởng từ cũng có thể được chỉ định trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có chống chỉ định tiêm thuốc cản quang, ví dụ như bệnh nhân bị dị ứng thuốc cản quang nặng trước đó, hoặc là những trường hợp mà có chống chỉ định không có thể sử dụng TX được, ví dụ như phụ nữ có thai. Mais le gros des indications, eh bien, c'est vraiment en complément d'un examen scanner pour une lésion atypique, graisseuse, ou encore lorsqu'il y aura du sang dans la lésion. Đa số những cái trường hợp mà phải làm cộng hưởng từ là với mục đích là để bổ sung những cái thông tin ở trên cái hình CT. Ví dụ như đó là cái thương tổn trên CT nó không điển hình, hoặc là thương tổn có chứa mỡ, hoặc là cái thương tổn nó là thương tổn xuất huyết. Voilà, au premier patient, ou sur le scanner, il y a une lésion du pôle inférieur du rein droit. Ví dụ như ở đây, một cái trường hợp đầu tiên, trên cái hình CT chúng ta thấy có cái thương tổn dạng hang ở cực dưới của thận. Qui ressemble fortement à un kyste. Cái thương tổn này nó có dạng giống như là một cái nang. Cependant, ce patient est contrôlé en scanner. Et la lésion a un petit peu bougé. Bệnh nhân này được theo dõi bằng CT và với cái hình CT theo dõi hồi nãy là 2005, bây giờ qua tới tháng 5 2006 thì người ta thấy cái thương tổn này nó có thay đổi. Et on devine peut-être, mais de façon très imparfaite, quelque chose à l'intérieur. Chúng ta thấy ở đây chúng ta ghi có một cái gì thêm một cái cấu trúc gì đó ở trong cái thương tổn dạng hang này. Voici le même patient sur son examen IRM où très bien vous reconnaissez une prise de contraste anormale dans cette formation kystique. Bệnh nhân này được đi làm cái hình cộng hưởng từ và trên cái hình cổng hưởng từ thì các bạn thấy trong cái thương tổn mà cái dạng hang này cái phần nó bắt thuốc tương phản. Qui va devenir très suspect de cancer kystique. Và như vậy thì ở đây rất là nghi ngờ là một cái ung thư dạng nang, ung thư thận dạng nang. Et si on revient à l'image scanographique du même moment, vous voyez que la résolution en contraste était très mauvaise en scanner, alors qu'en IRM, elle est excellente. Nếu mà xem kỹ lại cái hình CT thì chúng ta thấy là cái độ phân giải trong không gian của nó không có được tốt, trong khi cái độ phân giải trong không gian ở hình cộng hưởng từ thì tốt hơn nhiều. Vous avez donc gagné beaucoup en résolution en contraste en IRM. Như vậy thì làm hình cộng hưởng từ chúng ta sẽ được lợi về cái độ phân giải trong không gian. Alors, la technique d'examen elle est assez simple. Vous réaliserez des coupes de 5 mm. Kỹ thuật làm cái hình cộng hưởng từ thận thì nó cũng đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng những lát cắt dày tối đa là 5 mm. Dans le plan axial. Trong mặt bằng axial. Vous compléterez dans beaucoup de cas par un plan coronal et un plan grand axe ou grand.
Một số trường hợp thì chúng ta cần phải bổ sung thêm hình cô con nam và một cái hình sagitta theo cái trục lớn của cái thận. Ça dépend de la machine que vous utilisez, soit vous pouvez faire des séquences très rapides, ou alors vous allez utiliser un guetting respiratoire avec des séquences bien sûr plus longues. Tùy theo cái máy mà các bạn có thì có thể chúng ta sử dụng những cái xung thực hiện lúc mà bệnh nhân nín thở từng đợt hoặc là chúng ta thực hiện những cái xung mà nó đồng bộ với cái phần thở. Vous allez réaliser des séquences T1 en éco-gradient. Các bạn lưu ý là hình T1 thì là T1 éco-gradient. En phase et en opposition de phase, elles sont très intéressantes. Cái hình T1 mà in phase và out phase thì cái hình đó nó rất là hay. Des séquences T2 avec et sans saturation RS. Hình T2 không xóa mỡ và có xóa mỡ. Et des séquences avec injection de produits de contraste en éco-gradient en supprimant le signal de la graisse avec des temps qui sont relativement standards et pas du tout comparables à ceux de la prostate, bien sûr. Thực hiện mà cũng là dynamic ở cái thì động mạch là 40 giây thì nhu mô là 90 giây. Donc on fait une injection, on fait un temps artériel à 30-40 secondes, un temps par enchaînateur 90 secondes et puis ensuite 3 minutes environ comme en scanner. Nhắc lại là cái hình dynamic có thuốc tương phản thì động mạch là 40 giây thì có một cái thì tĩnh mạch, rồi sau đó nữa là cái thì trễ khoảng 3 phút thì nhu mô là khoảng 90 giây và sau đó là có khoảng 3 phút là cái thì trễ giống như ở bên hình CT vậy. Vous allez ajouter d'autres séquences en fonction bien sûr de l'indication mais en pratique vous allez toujours les ajouter. Trong một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ thêm những cái xung khác đặc biệt hơn. Thông thường thì chúng ta đều có thêm những cái xung này tùy theo cái yêu cầu của lâm sàng. Pour le diagnostic d'angioméliquome, une séquence T1 éco-gradient avec saturation de graisse est très intéressante. Ví dụ như trong trường hợp mà khảo sát một cái angioméliquome thì chúng ta sẽ sử dụng cái hình T1 éco-gradient có xóa mỡ. Vous pouvez réaliser une sorte du gros IRM avec une séquence pondérée en T2 et un T1 très long dans le plan coronal qui mettra en évidence les urtères, la vessie, les cavités pyrocalcifiées. Chúng ta có thể thêm một cái xung T2 coronal T2 dài để thấy được cái hình các cái đài bể thận, cái niệu quản và bàng quang. La séquence de diffusion est là aussi indispensable avec un B qui peut aller jusqu'à 800, 1000. Tiếp theo nữa là cái xung diffusion hình axial cũng rất là quan trọng. Trên cái xung diffusion này thì chúng ta sẽ sử dụng cái B là 800 và có thể là lên tới 1000. Et si vous soupçonnez un leucocytome, eh bien il faudra penser à faire une séquence T1 tardive à 10-15 minutes. Nếu các bạn nghĩ đây là cái oncocytome thì chúng ta cần làm cái hình T1 mà trễ khoảng 5-10 phút sau khi tiêm thuốc. Vous recherchez le rehaussement dans une cicatrice sténaire. Mục đích là để tìm một cái chỗ bắt thuốc trong cái vùng sẹo hình sao. Vous avez là toute la liste des tumeurs rénales, ça c'est la classification 2004. Les classifications plus récentes ont encore rajouté une multitude de tumeurs. Thái độ xử trí của chúng ta thì sẽ theo cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2004. Đó, và bên cạnh đó thì nó sẽ có thêm nhiều cái loại u khác. Heureusement, vous
vous avez surtout à retenir les principales lésions tumorales. Et dans 70% des cas, ce seront des carcinomes à cellules claires. C'est le classique cancer du rein. Có nhiều cái loại u khác nhau, nhưng mà để cho ở đây dễ nhớ hơn thì chúng ta thấy rằng là khoảng 70% các cái trường hợp đó là một cái carcino tế bào sáng, tức là một loại ung thư thận. Deux types tumoraux plus rares mais intéressants que vous pourrez surtout pour le papillaire diagnostiquer en IRM. Le carcinome papillaire, c'est environ 20% des cancers du rein. Le carcinome chromophobe est un peu plus de 10%. Hai cái loại khác mà ung thư thận khác chúng ta cần phải biết đó là cái carcinome nhú khoảng 20% và cái carcinome mà ưa màu thì cũng là khoảng 10%. Parmi les tumeurs bénignes, deux entités seulement à frapper, angiomyolipome et oncocyto. Hai cái loại u lành tính mà chúng ta cần nhớ đó là cái angiomyolipome và cái oncocyto. Et les autres types histologiques de la liste, bien, ce sont des tumeurs exceptionnelles. Ngoài ra thì các bạn cũng cần nhớ các cái loại mô học khác trong cái danh sách mà chúng tôi đã kể ở phía trước. Le diagnostic de lésions tissulaires est relativement aisé. Le plus souvent en séquence pondérée en T2, elles sont hétérogènes. Thường thường thì những cái thương tổn này trên hình T2 á, thì cái tín hiệu của nó không đồng nhất. En particulier dans les carcinomes à cellules claires. Đặc biệt là trong cái carcinome tế bào sáng. En séquence T1, il y a peu d'intérêt, c'est en isosignal. Trên cái hình T1 thì chúng ta không có nhiều cái thông tin, chủ yếu là cái tổn nó đồng tín hiệu. Mais des foyers hémorragiques seront détectables sous forme d'un hypersignal. Trong trường hợp mà cái thương tổn này nó có xuất huyết thì chúng ta có thể thấy được cái tăng tín hiệu ở trên hình T1. La séquence dynamique va vous montrer une prise de contraste. Qui pourra vous orienter vers tel ou tel type tumoral. Il faut savoir que des lésions à contenu hémorragique sont de diagnostic difficile car le sang va masquer un éventuel rehaussement. Donc l'absence de rehaussement ne permet pas d'éliminer un cancer du rein en cas de lésion hémorragique ou de lésion presque entièrement nécrotique. Nếu mà một cái thương tổn mà nó có xuất huyết bên trong thì nhiều khi là cái hình mà có tiêm thuốc đó thì chúng ta rất là khó chẩn đoán. Lý do là tại vì cái phần xuất huyết đó nó sẽ che lấp, không thấy được cái phần mà cái thương tổn mà mô đặc bắt cú. Cho nên là chúng ta lưu ý nếu mà cái thương tổn có xuất huyết hoặc là cái hoại tử nhiều quá thì có thể chúng ta đọc sẽ bị sót cho cái những cái thương tổn này nó che lấp cái phần bắt cú. Voilà une lésion qui est environ de 2 cm de la partie moyenne ici du rein gauche, en intérieur. Một cái thương tổn khoảng 2 cm ở cái phần giữa của thận bên trái. Sur une saturation de graisse un petit peu hétérogène, il n'y a pas de graisse à l'intérieur. Đây là cái hình có xóa mỡ. Et vous voyez qu'il y a un rehaussement à l'injection de produits de contraste relativement intense sur le temps artériel. La première hypothèse est un carcinome à cellules claires. L'autre intérêt de l'IRM quand vous avez une grosse lésion, c'est l'envahissement local, en particulier la recherche d'une atteinte de l'avant-bras inférieur. Trên cái hình này thì chúng ta cần đánh giá cái tâm lý tại chỗ
đặc biệt là xem tôi có xâm lấn vô mạch máu gì không, nhất là cái hình của thần tuyến dưới. Donc voilà un exemple où vous avez par une lésion tumorale du rein droit avec deux veines rénales. Qui sont envahies par la tumeur. C'est classique, c'est le pathognomonique d'un carcinome à cellules claires. Trường hợp này thì xâm lấn cái tĩnh mạch thận thì đây là một cái dấu hiệu chỉ điểm, đây là cái ung thư tế bào sáng. Et en fonction du niveau, là il y a plus ou moins une extension dans la veine cave inférieure. Và ít nhiều ở đây thì chúng ta cũng nghi là nó có xâm lấn vào tĩnh mạch chủ dưới luôn. Il faudra se méfier du phénomène de flux dû à la veine opposée, hein, qui peut vous donner un aspect de faux positif. Tuy nhiên ở đây thì nó gần với cái vị trí của cái động mạch đối bên, cho nên là cũng cẩn thận coi chừng chỗ này là một cái artefact của cái dòng chảy. Dans ce cas-là, on peut penser que c'est un phénomène de flux qui vous donne cet aspect-là, et que en fait il n'y a pas d'extension de la thrombose tumorale dans la veine cave inférieure. Trong trường hợp cụ thể này thì ở cái vị trí này, nếu mà mình so với các khác. À, thì nghĩ thiên nhiều về cái này là artifact của dòng chảy chứ không phải là xâm lấn cái u xâm lấn vào trong cái hệ thống tĩnh mạch. C'est une notion fondamentale pour le chirurgien parce qu'il va changer de technique chirurgicale, ce sera un examen, une intervention chirurgicale plus difficile s'il y a une atteinte dans la veine cave inférieure. Thì cái thông tin này thì nó có ích lợi cho phẫu thuật viên, tại vì người ta biết được cái thương tổn của cái tĩnh mạch như vậy, thì nhiều khi cái thái độ xử trí, cái cách lựa chọn phẫu thuật của người ta sẽ khác. En fonction du type de rehaussement, vous pouvez prédire la variété histologique. Tùy theo cái cách bắt thuốc mà người ta có thể nhiều nói được cái mô học của cái khối u. Là vous avez en haut une prise de contraste très hétérogène avec de grosses masses ici tumorales vascularisées. C'est typiquement un carcinome à cellules claires. Celui-là est nettement différent, c'est pourtant également un cancer du rein. Et vous voyez qu'il y a un rehaussement à peine perceptible à l'œil. Si on prend une mesure, il y aura un rehaussement faible, tardif. Il y aura un rehaussement faible et tardif pour cette petite tumeur du pôle supérieur du rein gauche. Cái u này thì nó bắt thuốc tương phản ít và nó chậm. Cái thương tổn nằm ở cái cực trên của cái thận trái. C'est typiquement un carcinome papillaire. Thì hình này là nó điển hình cho một cái carcinome nhú. Et si on regarde cette grosse tumeur du pôle inférieur du rein droit, vous avez en fait un aspect intermédiaire entre ce processus tumoral là et celui-là. Cái hình mà ở hàng thứ ba của các bạn đó thì nó cũng có bắt thuốc tương phản, nhưng mà nếu mà chúng ta phân loại thì có thể thấy là nó dạng trung gian giữa cái hình ở cái hàng đầu tiên và cái hình ở hàng thứ hai. Cela peut vous orienter vers un carcinome chromophore. Thì cái loại thứ ba này là một cái ung thư thận dạng ưa màu chromophore. La localisation de la lésion est donc importante. Vị trí của cái thương tổn cũng rất quan trọng. En particulier en regardant cette classification. Le chirurgien veut savoir s'il y a une grosse extension dans le tissu de vaisseau. Trên cái hình này chúng ta sẽ xem cái u có lan ra tới cái vỏ bao chưa. S'il y a un envahissement dans la veine rénale qui remonte un tout petit peu dans la veine cave inférieure. Trường hợp này là cái u có xâm lấn vào trong cái bó mạch thận và nó lan vào trong cái lên cái tĩnh mạch phía dưới. Dans ce cas-là, il est important de vous donner la distance par rapport à l'oreillette droite.
donner la distance du tronc par rapport à l'oreillette droite. Trong cái trường hợp mà cái cương tổn này nó xâm lấn vào trong cái tĩnh mạch chủ dưới thì chúng ta cần phải đo cái vị trí cái giống như là cái bờ trơn của cái phần huyết khối này so với cái nhĩ phải và nó cách cái nhĩ phải bao xa. Et là le tronc tumoral, on va y complètement à l'intérieur inférieur avec possiblement une atteinte intracardiaque. Thì còn cái trường hợp này thì cái khối u nó xâm lấn hoàn toàn cái tĩnh mạch chủ dưới luôn và như vậy thì nó có nguy cơ tổn thương ở trên cái nhĩ phải. Ces tumeurs sont souvent très bien limitées à l'extérieur. Thường thường thì những cái khối u này có ranh giới rất rõ cái bờ ngoài. Le tronc est un tronc tumoral qui se rehausse à l'injection de produits de contraste. Cái phần huyết khối đó cũng là một cái phần của u thì nó cũng có bắt thuốc tương phản. Et le carcinoma cellulaire, il est hétérogène, souvent volumineux, très pas touchant. Những cái gương tổn từ tế bào sáng này thường thường gương tổn không có rộng nhất. Par opposition, le carcinome papillaire, donc c'est environ 15 à 20% des cancers du rein, il a meilleur pronostic. Những cái loại mà ung thư nhú thì chiếm khoảng 10-15% các cái ung thư thận và cái tiên lượng của nó tốt hơn. Il est volontiers multifocal et c'est une atteinte génétique. Thường thường thì những cái gương tổn này nó có nhiều ổ và cái tuổi xuất hiện của cái gương tổn này thì bệnh nhân nhỏ tuổi hơn. Donc en trouver un, c'est en chercher d'autres. Có nghĩa là nếu mà chúng ta thấy có một cái gương tổn thì nhiệm vụ chúng ta phải đi tìm thêm cái gương tổn thứ hai. Il y a deux types histologiques. Có hai loại mô học. Sa caractéristique, c'est que le carcinome papillaire est petit, c'est-à-dire 1 à 2 cm par opposition au carcinome cellulaire. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'en secondaire en T2, il est noir, mais dans l'hyposignal T2. Thường thường cái dạng đầu tiên hết là cái dạng mà cái u nhỏ khoảng như 1-2 cm và một cái điểm đặc biệt nữa là trên cái hình T2 thì nó là giảm tín hiệu. Il est toujours bien limité. Bien limité. Cái ranh giới của nó rất rõ. Et en plus, lorsqu'on injecte le produit de contraste, s'il n'y a pas de rehaussement artériel, il y aura un rehaussement tardif, parenchymateux et faible. U này cũng ngược lại à, ít mạch máu nuôi. Trên kỹ thì động mạch thì không có thấy bắt rõ. Còn u sẽ bắt cái thuốc ở thì tĩnh mạch trễ và cũng bắt không nhiều. Si on regarde maintenant les lésions kystiques, vous connaissez la classification de Wozniak des kystes atypiques. Bây giờ nói qua những cái gương tổn dạng nang thì tất cả đây các bạn cũng có biết về cái phân loại Wozniak về những cái nang không điển hình. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'appliquer à l'IRM. Một cái điều mà đã nói là chúng ta có thể thấy được những cái gương tổn này ở trên hình CT. Bien sûr, elle ne verra pas de classification qu'on va pouvoir détecter au scanner. Dĩ nhiên là những cái phôi hóa thì sẽ thấy trên cộng trên CT thì tốt hơn nhiều so với hình cộng từ. Lorsqu'on hésite sur une lésion kystique un peu inclassable, comme le cas présenté initialement, eh bien l'IRM au scanner, l'IRM est une excellente alternative. L'IRM est une excellente alternative lorsqu'on a une lésion kystique mal classée en scanner. Cái cộng hưởng từ là một cái phương tiện rất là tốt và có thể thay thế cho cái hình CT trong những trường hợp mà cái cương tổn ở trên CT là cương tổn dạng nang mà chúng ta không có phân loại được. En particulier les tout petits kystes dans le parenchyme rénal. Đặc biệt là những cái gương tổn dạng nang rất là nhỏ ở trong cái nhu mô thận. Des kystes qui ont une densité entre 20 et 50 unités osseuses.
hoặc là những cái lưỡi cổng nang này ở trên hình CT nó có tổng độ là khoảng 20 đến 50 Hertzfield. Elle permet un meilleur classement. Giúp cho chúng ta có thể phân loại rõ hơn. En particulier les lésions 2F. Elle permet d'être plus fiable pour les replacer en 3. Đặc biệt là những thương tổn mà chúng ta xếp là loại Bosniak loại 2F thì với cái hành động phân từ thì nó làm cho chúng ta biết được cái tính chất rõ hơn và tránh được cái sinh thiết. Lorsque c'est une lésion de type 3, elle conforte le diagnostic. Lorsque c'est une lésion de type 3 en scanner, elle va conforter le diagnostic de lésion de type 3. Nếu như trên cái hình CT, đây là cái loại mà Bosniak loại 3, thì cái hình cộng hưởng từ giúp cho chúng ta khẳng định lại đúng nó là cái type 3. Alors voilà la classification de Bosniak, c'est pareil, c'est une grille que vous devez connaître par cœur pour faire votre compte-rendu. Đây là cái hình thái của những cái tử tổn dạng nang và được phân loại theo cái phân loại Bosniak thì các bạn nên học thuộc lòng. Les types 1 et 2, c'est-à-dire le bout d'eau, tout ça, ou une petite cloison. Loại 1, loại 2 là những tương tổn lành tính thì trong đó hoặc là chỉ có nang không thôi, nang thì không thôi hoặc là nếu mà có một cái vách thì cái vách này rất mỏng. Không có cái yêu cầu phải theo dõi, phải trực kiểm tra lại những cái tương tổn này. Par contre, les types 2F, c'est-à-dire follower. Ngược lại thì những cái nang mà được xếp là loại 2S, 2S tức là phải theo dõi, follow up. So, plus 50% bénin. 50% thì cái loại 2S này là lành tính. Et ce sont des poisons qui sont fines, mais plusieurs poisons. Trong cái nang này thì chúng ta cũng có nhiều vắt, nhưng mà các cái vắt nó nhỏ. Ou alors, ici, les calcifications par mètre. Ngoài ra nữa thì trên cái hình này chúng ta cũng có thể thấy là trong cái nang này nó có bùn. Pour les types 3, ça devient plus facile, puisque le plus souvent ce sont des lésions malignes, avec des poisons épaisses et fortement rehaussées à l'injection de produits de contraste. Cái type 3 này thì trong đây nó có nhiều cái vách hơn, vách dày hơn và có vách thuốc cản quang, xin lỗi, có vách thuốc tương phản. Ou une paroi épaisse régulière. Hoặc là có một cái phần nào đó của cái thành nó dày lên. Enfin, les 4, ce sont les cancers nécrosés, et là ça devient très facile. Cái loại 4 thì nhiều khi nó là một cái ung mà có hoại tử và chẩn đoán của nó thường cũng dễ dàng hơn. Vous devez répondre dans une lésion kystique avec cette classification de Bosniak. En disant si c'est un stade 2F ou un stade 3, en sachant que c'est vous qui allez poser l'indication chirurgicale, puisque dans une tête chirurgicale, un type 3 est l'indication opératoire. Đó thì với những cái phương tiện để nói hình ảnh như thế này thì mình sẽ dễ dàng nói và nó chính xác hơn cái loại nang nó là cái loại gì. Nếu mà là cái loại mà loại 3 đó thì 60% là những thương tổn ác tính và nó có cái chỉ định phẫu thuật. Rappelez-vous que les kystes denses hémorragiques en hypersignal T1. Những cái thương tổn mà tiếp hai này á, thì có khi là nó tăng tín hiệu lý do là nó có xuất huyết ở bên trong. Appartient à un type 2. Thì nó cũng thuộc nó những cái vừa mô tả thì nó thuộc về tiếp 2. Et ne sont pas une indication directe.
và không có chỉ định để làm cộng hưởng từ. Donc voilà un exemple de patient où vous avez une lésion kystique. Ở đây một cái ví dụ bệnh nhân có hư tổn nhãn nang ở thận. Avec une paroi qui serait osseuse de façon minime. Bắt thuốc tương phản ít theo dạng viền ở cái thành. Mais qui est cependant régulière. Certains vont la classer en type 2F et puis d'autres radiologues vont la classer en type 3. Cái này thì được xếp là loại 2, cũng có những tác giả thì muốn nâng nó lên thành loại 3. Une autre option, lorsque vous hésitez encore, c'est de revenir à l'échographie. Một cái điều nhắc các bạn nữa, đến nếu mà các bạn chần chừ chưa biết sự trí như thế nào, thì chúng ta quay lại siêu âm. Avec injection de microphone. Và dựa trên cộng hưởng từ đó, chúng ta sẽ dùng cái cộng hưởng từ có thuốc tương phản. Ce dossier vous permet de comprendre comment on voit beaucoup mieux le contenu d'une lésion en IRM par rapport au scanner où les fils poisons ne sont pas du tout identifiés au scanner non injecté. L'IRM est beaucoup plus sensible pour la détection du contenu et de voir des petits poisons. Cộng hưởng từ rất là tốt, rất là nhạy để giúp cho chúng ta xác định được những cái bắp ở bên trong của cái tương tổn. Dans ce cas-là, il y a une vague, en effet, des poisons qui sont assez épaisses, en particulier au centre. Những cái vi bắp này, cụ thể cái trường hợp này, thì những cái bắp này nó tương đối là nó dày. Thì chúng ta xếp cái này là tiếp 3. En sachant que 40% des lésions larves sont des lésions venines. Và chúng ta biết rằng trong tiếp 3 thì có 40% tương tổn là tương tổn lành. Voilà des types 4 que vous avez plus que des poisons épaisses, il y a des nodules parmi tout. Là ça devient assez facile. Đối với cái tiếp 4 thì chúng ta biết là nó có cái nốt, có thể cái nốt ở trên cái bắp hoặc là một cái nốt rời riêng. Donc cette classification de Bostak en IRM est un petit peu modifiée. Mais elle reste, l'examen il reste, et elle reste plus sensible pour ces kystes de type Bostak. Thì đây là cái bảng phân loại và mô tả những cái tương tổn dạng nang của thận ở trên cái hình cộng hưởng từ. Ici, la même classification. Nó cũng tương tự như vậy, thì cái cách phân loại ra là cái loại nào? L'IRM permet toujours de mieux détecter des poisons à l'intérieur du lésion par rapport au scanner. Cái cộng hưởng từ nó phát hiện những cái thương tổn mà dạng nang có phát ở bên trong nó tốt hơn so với hình CT. De temps en temps, on verra des petites lésions infracentimétriques au scanner sans prise de contraste. Thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái tương tổn nhỏ hơn 1 cm ở trong gan và không có bắt thuốc tương phản. Si vous regardez ce dossier du même patient, chúng ta hãy so sánh hai cái bình hai bên của cùng một bệnh nhân. Là, vous savez pas trop ce qui se passe au scanner. Chúng ta nhìn cái hình bên tay trái là hình CT thì chúng ta cũng không biết chắc là bệnh nhân bị cái bệnh gì. Alors quand IRM c'est extrêmement facile, ce sont des petits kystes. Conséquence pondérante de Fallot. Với cái hình xóa mở bên phải thì chúng ta biết chắc rằng là ở trong đây nó là những cái nang nhỏ. Lorsque vous avez une lésion de densité intermédiaire au scanner, eh bien, on hésite. Si vous avez l'option échographie avec injection de produit de contraste, elle est peut-être à privilégier par rapport à l'IRM. Si vous ne l'avez pas, eh bien, il faut faire l'IRM. Đối với những cái thương tổn mà có cái tín hiệu trung gian, tức là nó tưởng hơi cao trong khoảng 20 cho đến 50, thì cái thái độ xử trí của chúng ta là
có thể là làm lại cái hình siêu âm. Globalement, si on fait le résumé de tout ça, l'IRM va vous upgrader les lésions. Que ce soit un 2, elle va vous le mettre en 2F. Un 2F, elle va vous le mettre en 3, en sachant que bah, elle sera beaucoup plus performante, puisque vous avez là des 2F, si on prend la même ligne, qui ont progressé et qui sont transformés en cancer. Thường thường thì với cái hình cộng hưởng từ chúng ta có nhiều cái thông tin hơn, cho nên là khi xếp loại cái những cái nang này ở trên hình CT đó thì có khi nó chỉ là 2 hoặc 2S thôi, nhưng mà với những cái thông tin có thêm được ở trên cái hình cộng hưởng từ thì cái loại của nó bị cao hơn. Ví dụ như bên CT nó là 2, nhưng mà bây giờ vì mình đánh giá kỹ hơn thì mình thấy trên cộng hưởng từ nó là 2S. Còn 2S thì bây giờ nó thêm những cái thông tin khác ở trên cộng hưởng từ, cho nên bây giờ xếp loại nó là loại 3. Đó thì tất cả những cái này nó có ảnh hưởng đến cái diễn biến về sau của bệnh nhân. Globalement, vous reclassez environ 10%, peut-être même plus les lésions kystiques en IRM par rapport au scan. Alors, lorsqu'il y a une lésion hémorragique, c'est bien assez difficile, une lésion kystique hémorragique. Vous pouvez réaliser des séquences dynamiques avec soustraction entre la séquence non injectée et les différents timings de l'injection. Đối với một cái thương tổn nang mà có xuất huyết bên trong thì nhiều khi chúng ta rất là khó để phát hiện là trong lòng cái nang này nó có cái phần nào mà có bắt thuốc tương phản hay không. Thì như vậy thì người ta sẽ làm những cái hình cũng dynamic, nhưng mà sau đó thì sẽ hai cái hình nó sẽ trừ lại cho nhau để phát hiện, để dễ phát hiện cái phần mà nó có bắt thuốc. Mais n'en attendez pas trop de succès, puisqu'il faut que le patient ait arrêté de respirer vraiment au même moment. Vous avez souvent des différences de niveau et ça n'est pas toujours en train. Không phải lúc nào chúng ta cũng làm cái hình này có thể thành công, tại vì này nó còn tùy thuộc vô trong cái chuyện mà bệnh nhân có thở hay không. Nếu bệnh nhân có thở thì hai cái hình nó không có đồng cùng cái vị trí, cho nên là lát nữa mình không có làm cái hình mà trừ nhau được. La séquence de diffusion peut vous montrer dans un secteur une réduction de la diffusion qui sera nettement en faveur d'une lésion. Trong cái trường hợp này, nếu mà mình có thể làm được cái hình diffusion thì cũng có thể mình đánh giá được thêm một chút về tính chất của cái thương tổn. Alors, bien sûr, l'IRM est très contributif pour voir multitude de poisons. Et si vous regardez le même dossier en scanner, on ne voit pas bien les poisons, surtout après pas très mal. Par contre, il y a des calcifications que vous ne voyez pas en IRM. Nói về những cái vách và cái vô hóa, thì ví dụ như trên cái hàng đầu tiên thì mình thấy cái thương tổn này nó có nhiều cái vách. Nếu mà so với cái hình CT thì hình CT mình thấy những cái vách này nó không có rõ bằng. Tuy nhiên trên hình CT thì mình sẽ thấy có nhiều cái bôi hóa hơn. Còn những cái bôi hóa thì không có thể hoặc là không khó thấy ở trên cái hình cộng từ. Ce cas là particulièrement difficile puisque vous avez la kystique en séquence T2. Cái trường hợp này khó, chúng ta thấy cái thương tổn dạng là thương tổn dạng hang ở trên hình T2. Trên hình phát sát không có thêm thông tin gì đặc biệt. L'injection de contraste va vous mettre en évidence avec une saturation de graisse, lésion franchement suspecte avec des réductions de poison et graisse, et aussi au niveau de la lésion ici en terrain. Trên cái hình này là hình T1 xóa mỡ thì chúng ta thấy là cái phần cái tương tổn đó nó sẽ bắt thuốc không có bằng cái phần mô thận bình thường, và nó bên trong có thể là nó có những cái nang, những cái vách nhỏ. Và cũng trên cái hình cộng từ đó thì chúng ta thấy không phải có một tương tổn mà có hai tương tổn nữa. Parmi tous ces critères de l'anonymité,
những cái tiêu, đây là những cái tiêu chuẩn để gợi ý một cái tổ ác tính và cái tỷ lệ phần trăm thì như trong cái dấu ngoặc đơn đây. Il faut surtout rappeler que l'association d'une prise de contraste et d'irrégularité pariétale a une sensibilité très élevée pour dire que c'est quelque chose de mal. Cái việc phối hợp giữa cái tính chất mà bắt thuốc với lại những các cái thành phần bên trong mà nó không có đồng nhất á, là cái dấu hiệu gợi ý rất là nhiều đến cái tính chất ác tính. Đây là một cái mang không có điển hình và bên trong thì cái vắt của nó dày. Đó, và phía ngoài này nó có bắt thuốc tương phản. Et là une séquence pondérée en T2. Bien, vous avez également ici une prise de contraste par les pétales. Hình T1 và hình T2. Ce plus gros kyste va vous montrer également des grosses cloisons épaisses avec une volumineuse prise de contraste associée à une paroi épaisse. Trong cái trường hợp này thì thấy là cái tư tổn nó, cái bắp của nó bên trong dày và cái vì nó cũng bắt thuốc nhiều. On retrouve également cette même cellulologie que vous voyez ici sur le scanner qui est déjà suspect et sur l'IRM également. Trên cái hình CT thì mình thấy cái đậm độ của nó vừa cũng có bắp và cái đậm độ của nó không có đều thì nó cũng rất nghi ngờ, thì cái đó nó được khẳng định lại trên cái hình cộng hưởng từ. Là vous avez une lésion sinusale à gauche et puis une lésion en contact du coup inférieur du vein droit. Có hai thương tổn, một thương tổn ở cái bể thận bên trái và một cái thương tổn ở cái ngoại vi của bên phải. Qui se révèle être une formation kystique sinusale du bras gauche, par contre intérêt. Par contre, eh bien, ici vous avez une qui n'a pas du tout contraste et qui va disparaître en saturation de graisse. Cái tương tổn mà ở bên trái á, thì cái này cái tương tổn dạng hang cũng không có gì đặc biệt. Còn cái tương tổn ở bên phải á, thì chúng ta thấy là cái tín hiệu của nó không có tăng tín hiệu thiệt là nhiều. Và trên cái hình có tiêm thuốc tư phản và xóa mỡ thì nó bị xóa mất. Thì cái đặc điểm trong đó nó có khả năng nhiều khả năng là mỡ. Il a été aussi proposé en état d'hypertonie partielle de faire une IRM pour mieux localiser la lésion, en particulier pour ces patients avec un loup ou des lésions bilatérales. Lorsque le patient a un 20 minutes ou des lésions bilatérales, pour préserver la fonction rénale, eh bien, on peut faire une IRM, ça permettra de mieux faire la cartographie et la position des processus tumoraux dans le rein pour faire la chirurgie partielle. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân có khối u mà ở cả hai bên thì người ta cũng cần làm cái hình tổng hưởng từ để đánh giá cái mức độ cái thương tổn ở mỗi cái thận, để cố gắng giữ lại cái chức năng của thận thì với cái bản đồ cái vị trí của u như thế nào, đặc điểm của u như thế nào thì người ta sẽ chọn cái cách là người ta cắt thận một phần thôi để bảo tồn lại cái chức năng của cái phần thận còn lại bình thường. Dans le plan frontal, on voit très bien la position de cette tumeur du rein gauche et de cette tumeur du rein droit chez le patient. Thì với cái hình Conan thì chúng ta thấy là cái thương tổn ở bên trái nó nằm ở cực trên, còn trong khi thương tổn ở bên phải thì nó nằm ở cực dưới. Pour la détection de la graisse périrénale, la sensibilité serait meilleure en IRM qu'en scanner, mais elle est variable selon les résultats. Để phát hiện cái mỡ ở quanh cái thận thì cái cộng hưởng từ sẽ tốt hơn so với cái hình CT. Et l'atteinte de la graisse infrasinusale n'est détectée que dans deux tiers des cas.
còn những cái tổn thương của cái mỡ ở trong cái xoang thận, cái bể thận thì chị đánh giá được trên cộng từ là chỉ có 2/3 số trường hợp. Alors pour les tumeurs bénignes, ce sont essentiellement des enjeux du lymphome. Lorsque vous avez de la graisse en quantité suffisante, eh bien vous allez avoir sur les séquences de saturation de graisse une chute du signal, c'est assez facile. Trong những cái khối u lành tính thì đầu tiên hết là mình kể cái angiolipom, thì trong cái loại u này nó có cái thành phần mỡ thì chúng ta có thể dùng những cái hình xóa mỡ để chúng ta loại trừ cái loại u này. Les angiolipomes se résolvent, mais de façon plus homogène que les RCC. Les angiolipomes se résolvent. Cái loại mà angiolipom này nó bắt cái thuốc tương phản rất là nhiều. Et leur signal se rapproche de celui du muscle puisqu'ils ont une composante musculaire également. Tín hiệu trên hình tay 2 của angiolipom này thì nó gần giống với cái tín hiệu của cơ, tại vì như trong cái tên của nó thì cái loại u này nó có một cái thành phần cơ. Pour l'oncocytome, il faut y penser en regardant la les premières séries de l'acquisition qui, lorsqu'il y a un aspect radiaire du centre de la lésion. Đối với cái oncocytome thì với cái hình mà có thuốc á, thì mình thấy cái dạng tương tổn của nó giống như là có những cái hình mà tia từ cái trung tâm ra, thì cái đó là cái dấu hiệu gợi ý cái oncocytome. Et vous pouvez, si vous y pensez, faire une acquisition tardive qui vous montrera le rehaussement de cette cicatrice fibreuse pathognomonique diagnostique. Và cũng đối với oncocytome thì mình cũng làm những cái hình ở cái thì trễ thì mình sẽ thấy có bắt thuốc ở cái phần trung tâm, thì đó cũng là dấu hiệu gợi ý. Alors, si on reprend les angiolipomes quand ils ont beaucoup de graisse, c'est facile puisque vous avez une disparition de la graisse du signal en séquence de saturation de graisse. Pour les angiolipomes, c'est quand il y a beaucoup de graisse dans l'angiolipome, la séquence de saturation du signal de la graisse est très intéressante puisqu'elle va vous montrer qu'il y a une disparition du tissu graisseux. Nếu như mà cái angiolipom này cái thành phần mỡ của nó nhiều thì chúng ta có thể sử dụng cái hình T1 mà có xóa mỡ, thì trong trường hợp đó thì cái xung xóa mỡ đó nó sẽ xóa cái mỡ ở trong cái thương tổn. Sur la séquence en opposition de phase et le fameux artefact dans l'encre de chi. Những cái angiolipom thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái hình cộng hưởng từ mà in phase, out phase. Thì trên đây thì chúng ta có hai cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là nó giảm cái tín hiệu ở trên cái hình out phase. Thứ hai là nó có cái artefact mà giống như gọi là cái hợp tào. Attention, puisque certains carcinomes cellulaires auront les mêmes caractéristiques. Tuy nhiên, lưu ý rằng là có những cái trường hợp mà ung thư tế bào bờ sáng có cái hình y hệt như là angiolipom. Voilà un angiolipom sinusal qui a beaucoup de graisse. Đây là cái angiolipom mà ở cái phần mà cái xoang thận, bể thận. Avec en saturation de graisse la disparition du signal de la graisse. Dùng cái xung xóa mỡ thì cái phần mỡ này nó không còn thấy nữa. Sur la séquence en opposition de phase, vous avez le fameux artefact en encre de chine. Ở đây trên cái hình mà out phase thì chúng ta thấy cả cái phát mà dạng hợp tào. Et le rehaussement est intense à l'injection de produits contrastes. Còn trên cái hình mà T1 mà có gadolinium thì ta thấy nó rất nhiều.
il y a un élément sémiologique qui est assez intéressant, qui est de regarder l'interface lorsque vous avez une lésion solide. En particulier, ça marche bien pour les enjeux médicaux pauvres en graisse. Một cái chi tiết nữa cũng rất là thú vị là chúng ta sẽ quan sát về hình thái của cái khối u. Chúng ta sẽ quan sát cái nơi mà nó tiếp giáp giữa cái gốc tạo bởi cái chủ mô thận và cái cục u. C'est de regarder l'interface avec le parenchyme rénal. Si vous avez une interface angulaire avec le parenchyme rénal, comme c'est illustré sur ce schéma ici. Ví dụ như là trong cái trường hợp này, cái gốc, cái mặt tiếp giáp giữa cái cục u và cái thận đó, thì ở đây nó tạo thành ra một cái gốc nhọn. Cela vous oriente vers une lésion bénigne, soit un angiomyolipo pauvre en graisse. Thì cái này một là một cái tinh tổn lành tính, hai là cái angiomyolipo mà cái thành phần mỡ trong đây ít. Soit une lésion kystique, un peu douteuse. Hoặc có thể nó là cũng một cái tinh tổn nhãn nang. Sur ce plan frontal, vous connaissez un angiomyolipo pauvre en graisse. Va être uniquement musculaire ou à grande partie musculaire, donc avec un nouveau signal T2 et qui a cet aspect d'interface angulaire tout à fait caractéristique. Trường hợp ở bên đây thì cái hình này cũng là rất là gợi ý là một cái angiolipo, thì mình thấy là cái phần tiếp xúc của nó cũng có cái dạng gốc nhọn. Enfin, pour terminer, pour les oncocytomes, qui sont des tumeurs bénignes qui, en théorie, si elles sont de petite taille, ne doivent pas être opérées. Pour les oncocytomes, qui sont des lésions bénignes, qui, lorsqu'elles sont de petite taille, ne sont pas à opérer, il y a une caractéristique que vous pouvez trouver. Những cái thương tổn mà oncocytome này thì cái thương tổn của nó nhỏ và cái hình dạng của nó cũng tương đối đặc hiệu và chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ở trên hình cộng từ. Comme vous voyez sur cette pièce macroscopique, il n'y a aucun remaniement nécrotico-hémorragique. Ở trên cái hình này thì các bạn thấy là nó có cái tái tạo cấu trúc sau cái xuất huyết và hoại tử. Et vous avez l'aspect de cicatrice centrale qui est une partie fibreuse qui va se rehausser tardivement à l'injection de produits de contraste, donc il faudra faire une acquisition en 15 minutes. Nó sẽ bắt cái thuốc tương phản ở cái thì mà chúng ta tiêm thuốc tương phản mà trễ phút. Si vous avez cette sémiologie, vous pouvez être sûr que ce n'est pas un carcinoma avec un centre néoplatique, mais il faut avoir fait l'acquisition tardive. Thì khi mà chúng ta thấy cái hình này, ta nên làm những cái hình ở thì trễ để chẩn đoán phân biệt với một cái ung thư thận mà nó bị hoại tử ở trung tâm. Un autre aspect intéressant de l'oncocytome. Lorsque vous avez une lésion un peu grosse, de taille moyenne, c'est qu'elle est toujours homogène, le tissu est homogène, alors que dans le carcinome à cellules rénales, le tissu va être très hétérogène. Cái trường hợp này thì ta thấy là cái phần ở ngoại vi này thì nó thường là nó khá đồng nhất, chứ còn nếu mà nó là một cái ung thư thận thì cái phần ở cái ngoại vi này thường nó không đồng nhất. Alors, il a été montré par un auteur français pour les oncocytomes qu'il y avait une inversion complète de la cicatrice. Donc après l'injection, c'est ce que je vous ai dit avec son rehaussement. Et une inversion complète et un déplacement chimique négatif qui permettait d'avoir une valeur prédictive positive de 95%. Et négatif de 97%, ce qui est très intéressant. Trong những cái oncocytome này thì người ta có cái ghi nhận là nó có cái đảo ngược của cái phần mà sẹo. Thì cái này là nếu mà chúng ta xem những cái hình mà ở 15 phút thì chúng ta có thể phát hiện.
malheureusement, cette cicatrice centrale est parfois pas toujours présente. Không phải lúc nào cái hình mà cái sẹo ở trung tâm đó lúc nào cũng có thể gặp được. Alors, il faut vous rattacher à d'autres signes. Cho nên cần phải thêm vào một cái số khác nữa. Qui est une absence de chute de signal de l'opposition de phase et une absence de chute de la DC. Không có cái giảm tín hiệu ở trên cái hình đối pha. Donc c'est très intéressant la DC, puisque quand vous avez un ADC qui est en isocèle par rapport au vertubral de vos lésions, on suspecte d'être en opposition, ce sera un élément fort pour ce diagnostic. Và đặc biệt nữa là nếu mà cái trên hình ADC á, là nó tăng nhiều thì đó cũng là một cái yếu tố gợi ý. En plus, bien sûr, le rehaussement sera toujours important sur les gènes sans le constat. Ngoài ra nữa thì cái cách bắt thuốc của nó là cũng bắt thuốc nhanh. Donc pour conclure sur cette IRM rénale, pour les lésions kystiques, elle va permettre un reclassement des types 2F ou du type 3 avec quelque chose qui est quand même assez intéressant et elle peut améliorer vos caractérisations des lésions inclassables en scanner en sachant que ce sera un examen de dernière intention. Thì cái hình cộng hưởng từ, cái vai trò của nó, nếu mà đó là những cái hưởng tổn mà dạng nang thì nó giúp cho chúng ta sắp xếp lại, phân loại lại các cái hưởng tổn. Có khi là trên hình CT mình chỉ là 2S thôi, nhưng mà qua bên hình cộng hưởng từ thì nó là cái loại 3. Thì như vậy thì nó tránh được một cái mổ ngay từ đầu. Rồi thứ hai nữa là nó có thể giúp cho xác định được cái đặc tính của những cái hưởng tổn mà chúng ta không có xếp loại được ở trên hình CT. Pour les lésions malignes indéterminées, eh bien, elle vous donnera quand même des éléments intéressants, chromophobe ou lésion papillaire. Elle peut vous affirmer, enfin, conforter le diagnostic de carcinome aciduclaire, aider également pour l'oncocytome, avec en particulier la séquence de diffusion. Đối với những cái thương tổn dạng đặc thì cái cộng hưởng từ nó cũng có thể giúp cho mình xác định được những cái ung thư tế bào sáng mà cái loại mà chúng ta không có xác định được đó. Còn nếu mà nó có cái có những cái trường hợp điển hình thì nói được liền đây là cái carcinom tế bào sáng. Ngoài ra nữa thì cũng có thể có những cái dấu hiệu để gợi ý một cái u lành, đó là cái oncocytom. Mais souvent il faut avouer qu'on demande de faire une ponction biopsie. Nhưng mà thường thì đối với những cái oncocytom thì thường thường sẽ phải khẳng định lại cái chẩn đoán bằng sinh thiết. Pour les angiomyolipomes, il est vrai que s'il y a beaucoup de graisse dans la lésion, le scanner est amplement suffisant. Nếu như mà cái angiomyolipom mà cái thành phần mỡ của nó có nhiều thì nhiều khi chỉ cần cái CT là đủ. Alors, on peut lui proposer une espèce d'algorithme pratique en fonction des types de séquences. Si vous regardez la séquence en phase et en opposition de phase, une chute du signal va vous donner comme hypothèse angiomyolipome, carcinome aciduclaire, carcinome chromophobe. Si vous avez une majoration de signal en phase et en opposition de phase, vous optez vers un papillaire. Toutes les lésions hypervascularisées, carcinome aciduclaire ou angiomyolipome. Toutes les lésions hypovascularisées, carcinome papillaire. Si vous avez un hypersignal en T2, carcinome aciduclaire et oncocytome, en particulier la cicatrice centrale, un hyposignal T2, c'est le carcinome papillaire. Voilà. Thì để tóm lại trong cái phần thực hành, đây là cái nghĩa là tùy theo cái tín hiệu trên những cái xung của mình thì mình sẽ có những cái chẩn đoán. Ví dụ như nếu mà chúng ta thấy là có giảm tín hiệu, mất tín hiệu trên cái hình mà in phase out phase thì mình có thể nghĩ là cái angiomyolipome hoặc là ung thư tế bào sáng hoặc là ung thư tế bào mà ưa màu. Nếu như mà cái tín hiệu trên cái hình in phase out phase mà cao thì coi chừng đó là một cái carcinom nhú. Trường hợp mà cái thương tổn nó có
nhiều mạch máu đến lui thì coi chừng nó là một cái ung thư tế bào sáng hoặc là cái angiomyolipom. Còn cái thương tổn mà ít mạch máu nuôi thì coi chừng đó là một cái carcinom nhú. Thương tổn có tín hiệu trên T2 thì có thể là ung thư tế bào sáng hoặc là cái oncocytom. Còn thương tổn giảm tín hiệu trên hình T2 coi chừng đó là một cái carcinom nhú. Voilà ce que je voulais vous raconter sur l'IRM du rein. Si vous avez des questions. Đó là hết về cái bài về thận thì xin mời các bạn có câu hỏi. Oui, merci beaucoup de votre présentation, c'est excellent, malgré le voyage, vous avez resté fort pour vous aussi. Que la chute du signal in our face, c'est la même chose dans le carcinome, la cellule grêle, le carcinome de Wolf et l'angiomyolipome, la même façon? Oui, ce qui ne permet pas de. On sait que le carcinome à cellule claire va chuter en position face parce qu'il y a de la nécrose lipidique et des cristaux de cholestérol dus aux zones de nécrose. Ce sont en fait les zones de nécrose, les anaphrases très bien, avec des cristaux de cholestérol qui vous donnent la chute du signal, comme dans un angiomyolipome. Au début, on a cru que c'était extraordinaire parce que je n'avais pas de différencier l'angiomyolipome de le carcinome à cellule claire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Puisqu'il y a de la nécrose lipidique dans le carcinome à cellule claire qui vous donne également la chute du signal. Này nói mà không biết có đúng ý anh Đông muốn hỏi á, rằng là cái việc mà mất cái tín hiệu giảm tín hiệu trên cái hình mà face out face á của cái ung thư tế bào sáng nó có giống như trong cái angiomyolipome hay không, đúng không? Thì bà trả lời á, rằng là vì ở trong cái ung thư tế bào sáng đó đó, nó có nhiều cái thành phần trong đó, nó có thành phần mỡ, nó có thành phần xuất huyết, nó có thành phần hoại tử nữa, cho nên rằng là cái việc mà giảm tín hiệu đó nhiều khi là nó lộn xộn nó của từ nhiều cái thứ chứ không phải bên kia là nó đơn thuần là do cái mỡ. Đó là angiolipom à? Là cái bộ dạng pressor sẽ là bộ dạng extracellular ou donc c'est la façon de la chute c'est la pas la même donc là voyons dans la angiolipom c'est la chute du signal c'est plutôt périphérique ou dans le contexte l'autre c'est l'artefact en encre de Chine est dû à de la graisse macroscopique. C'est des signaux vraiment de graisse. Lorsqu'on a une chute du signal en opposition de phase, c'est dû à une infiltration lipidique dans la lésion. L'artefact en encre de Chine, c'est la graisse macroscopique. Nó có một cái mà nó gọi là cái artifact mà dạng như là cái mực tàu á, thì nó gọi là trong đó nó có cái thành phần mỡ mà nó thâm nhiễm đại thể